Thân chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở buổi học trước, cô đã giới thiệu với các em về công thức tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Bài học hôm nay, cô sẽ cho các em những bài tập về tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Và sau đó, cô sẽ giới thiệu công thức đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3 và hai trường hợp đặc biệt của đổi biến tổng quát, đó là đổi biến sang tọa độ trụ và đổi biến sang tọa độ cầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm các bài tập về tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Xin mời các em nhìn lên màn hình. Ví dụ thứ nhất, tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra như sau. Bài toán này là tích phân bội 3 đã ghi rõ cận, cận của x, cận của y và cận của z. Đối với bài toán này thì không yêu cầu các em vẽ hình và chúng ta chỉ cần tính tích phân mà thôi. Cận của x là từ 0 đến 1, dx. Tích phân từ trừ 1 đến 0, dy. Tích phân từ 0 đến y bình phương, dz. Bây giờ các em sẽ tính tích phân theo biến nào trước? Bây giờ các em sẽ tính tích phân theo biến z trước. Tính tích phân theo biến z. Hàm dưới dấu tích phân trong bài tập này là 1. Như vậy các em tính tích phân theo biến z, các em chỉ cần lấy cận trên, đáp số sẽ là cận trên trừ cận dưới. Vậy tích phân theo z là sẽ bằng y bình phương. Tích phân theo biến x, chúng ta viết lại tích phân từ 0 đến 1 dx. Tích phân theo biến y, trừ 1 đến 0, trừ 1 đến 0. Đáp số của tích phân theo biến z là y bình phương. Các em viết y bình phương đứng trước chữ dy và bên trong dấu tích phân của biến y. Đây là y bình phương. Và tiếp theo các em nhận xét tích phân theo biến x và tích phân theo biến y. Hàm ở đây là y bình phương và cận là hằng số. Cận của x là hằng số đi từ 0 đến 1, cận của y đi từ hằng số đến hằng số. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể tính riêng hai tích phân một cách độc lập và sau đó nhân đáp số lại. Như vậy tích phân theo biến x là ở đây là hàm số bằng 1, do đó tích phân sẽ bằng cận trên trừ cận dưới, là đáp số là 1. Tích phân theo biến x là bằng 1. Và cuối cùng chúng ta tính tích phân theo biến y. Y bình phương nguyên hàm sẽ là y mũ 3 trên 3. Y mũ 3 trên 3, các em thấy cận từ trừ 1 đến 0. Tích phân theo biến x là bằng 1, không cần ghi lại số 1. Các em thấy cận trên là 0, thế vào y, vậy là 0 trên 3 là 0. Các em thấy cận dưới là trừ 1. Trừ 1 mũ 3 là trừ 1 phần 3. Nhưng mà thấy cận dưới là phải đổi dấu, vậy đáp số là 1 phần 3. Các em thấy bài toán này chúng ta giải rất là ngắn, có thể chỉ cần ghi một dòng thôi. Vì bài toán này là cận lấy tích phân là đề đã cho trước, các em không cần phải xác định cận lấy tích phân. Giờ cô mời các em xem tiếp một ví dụ 2, tương tự như ví dụ 1. Đó là một bài toán tính tích phân trong tọa độ đề cát và cái miền lấy tích phân đã chỉ ra, đã cho trước. Ví dụ 2, tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra. Tích phân từ 0 đến 4, dz. Tích phân từ 0 đến 1, dy. Tích phân từ 2y đến x, dx. Biểu thước dưới dấu tích phân trong ví dụ này cũng là 1. Đối với bài này, các em thấy đây là cận của biến x nhưng mà có phụ thuộc y. Cận của x theo y. Như vậy nếu như các em tính tích phân theo biến x xong, đáp số sẽ là một hàm theo y và không có z. Do đó tích phân theo biến z ở đây có thể tính luôn. Tích phân theo biến z có thể tính trước. Chúng ta có thể tính tích phân theo biến z trước là bằng 4. Đây tích phân từ 0 đến 4 của hàm là bằng 1, do đó là bằng 4. Và tích phân theo biến x thì tính tích phân theo biến x thì đáp số sẽ là 2 trừ 2y. Bây giờ cô sẽ viết lại tích phân theo z và y và tính tích phân theo biến x trước.
tích phân theo biến z ở đây cô viết lại, và tích phân theo biến y là tích phân từ 0 đến 1. Dy viết ở đây, và đáp số của tích phân theo biến x là 2 trừ 2y. Hai tích phân này chúng ta có thể tính độc lập và nhân đáp số lại. Tích phân theo biến z là bằng 4. Và nguyên hàm theo y, 2 nguyên hàm sẽ là 2y. Trừ 2y nguyên hàm là trừ y bình phương. Thế cận từ 0 đến 1. Kèm thế 1 vào vậy là 2. 2 trừ 1 là 1. Thế cận dưới là 0. Vậy đáp số của bài toán là 4 x 1 là bằng 4. Đối với một bài toán mà tích phân bội 3 mà miền lấy tích phân đã được chỉ ra, nghĩa là đã xác định rõ cận, thì bài toán các em sẽ giải rất nhanh. Một ví dụ tương tự, tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra. Các em nhận xét thứ tự ở đây là DZ, DI, DX. Bây giờ cô sẽ giữ một cái cận lấy tích phân là như cũ, 0 đến 4, 0 đến 1, 2Y đến 2. Tuy nhiên sẽ hoán đổi vị trí các chữ DZ, DI và DX. Các em sẽ thử nhận xét rằng đáp số của bài toán có thay đổi hay không. Ví dụ thứ 3, tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra. Tích phân đầu tiên từ 0 đến 4, tích phân thứ 2 từ 0 đến 1, tích phân thứ 3 vẫn là 2y đến 2. Ở ví dụ 2, thì tích phân từ 0 đến 4 là cận của biến z, và tích phân từ 0 tới 1 là cận của biến y. Bây giờ cô sẽ đổi vị trí, đây là dy và đây là dz. Trước hết thì chúng ta sẽ tính tích phân theo biến x. Đáp số sẽ là 2 trừ 2y dz. Và ở đây là tích phân theo biến y. Các em thấy hai tích phân này, các em có thể tính độc lập và nhân đáp số lại. Vậy tích phân theo biến y là bằng 4. Hai trừ hai y các em đặt trước chữ dy, hai trừ y đặt trước chữ dy, rồi sau đó mới tính độc lập hai tích phân. Là cái hàm ở đây là 2 trừ 2y. Các em viết hàm 2 trừ 2y đứng trước chữ dy và bên trong dấu tích phân. Và sau đó là tích phân từ 0 đến 1 dz. Nghĩa là chúng ta sẽ tính hai tích phân độc lập là tích phân từ 0 đến 4 2 trừ 2y dy nhân tích phân từ 0 đến 1 dz. Và tích phân theo biến z là bằng 1. Như vậy còn lại là tích phân từ 0 đến 4 2 trừ 2y dy. Tiếp theo lấy nguyên hàm theo y là 2y trừ y bình phương. Thế cận từ 0 đến 4. 2 x 4 là 8, trừ 16 là trừ 8. Thế cận dưới vào là bằng 0. Đáp số của bài toán là trừ 8. Nếu như các em so sánh giữa ví dụ 2 và ví dụ 3, cận lấy tích phân thì vẫn ghi như cũ, nhưng mà thay đổi vị trí của các chữ DI, DZ, DX. Thực ra là thay đổi cận của các biến X, Y, Z thì các em thấy rằng đáp số của tích phân sẽ hoàn toàn thay đổi. Bây giờ cô mời các em xem một cái ví dụ tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Tuy nhiên giả thiết cho là miền omega được giới hạn bởi các mặt cong, và chúng ta phải cần xác định cận lấy tích phân của X, của Y, của Z khi chúng ta muốn tính tích phân trên miền omega. Và bài toán chỉ cho các giả thiết thành lời văn chứ không cho miền lấy tích phân đã chỉ ra có sẵn như là ví dụ 1, 2, 3. Ví dụ thứ tư, tính tích phân sau. Tích phân của hàm là bằng y. Tích phân của hàm bằng y. Với omega là miền giới hạn bởi các mặt y cộng z bằng 1, z bằng 0 và y bằng x bình phương. Omega là một cái miền được giới hạn bởi 3 mặt. Mặt thứ nhất là mặt phẳng y cộng z bằng 1. Y cộng z bằng 1 là một mặt phẳng. Mặt phẳng này, nếu như các em xét giao tuyến của mặt phẳng y cộng z bằng 1 và mặt phẳng OIZ thì đó chính là đường thẳng y cộng z bằng 1.
và mặt phẳng y cộng z bằng 1. Các em nhận xét là trong phương trình này không có biến x. Đây là phương trình của mặt phẳng song song với trục OX. Z bằng 0. Z bằng 0 thì các em đã quen thuộc rồi, z bằng 0 chính là mặt phẳng OXY. Và mặt thứ ba, mặt thứ ba y bằng x bình phương. Nếu như trong hình phẳng thì các em gọi đường này là đường parabol, còn trong không gian thì đây chính là mặt trụ parabolic. Mặt trụ parabolic y bằng x bình phương là một mặt trụ có đường sinh song song với trục OZ, có đường sinh song song trục OZ. Bây giờ các em, cô mời các em quan sát hình vẽ của khối omega. Omega được giới hạn bởi ba mặt, đây là hai mặt phẳng y cộng z bằng 1, z bằng 0 và một mặt trụ parabolic y bằng x bình phương. Mặt phẳng nghiêng ở đây là y cộng z bằng 1. Mặt phẳng nghiêng đây là y cộng z bằng 1. Nếu như kem vẽ trong mặt phẳng O, YZ, đây chính là đường thẳng y cộng z bằng 1. Hay nói khác hơn là z bằng 1 trừ y. Đây, đường thẳng này là giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng O, YZ. Mặt phẳng này song song với trục OX. Mặt phẳng này song song với trục OX. Do đó mặt phẳng z bằng 1 trừ y chứa đường thẳng này. Đây là đường thẳng y bằng 1. Đường thẳng y bằng 1 trong mặt phẳng OXY. Đường thẳng này là song song với trục OX. Mà chúng ta có mặt phẳng z bằng 1 trừ y là mặt phẳng song song với trục OX và đi qua điểm này tọa độ là 0, 1, 0. Do đó mặt phẳng z bằng 1 trừ y chứa hai đường. Đây đường thứ nhất và y bằng 1 trong mặt phẳng OXY là đường thứ hai. Mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng nghiêng như các em nhìn thấy trên màn hình đó là z bằng 1 trừ y là tương đương với y cộng z bằng 1. Mặt OXY, mặt phẳng OXY chính là z bằng 0. Đây là mặt đáy là z bằng 0. Nếu như trong mặt phẳng OXY thì đường y bằng x bình phương. Đây là đường parabol trong mặt phẳng OXY, y bằng x bình phương. Còn trong không gian thì nó là mặt trụ parabolic có đường sinh song song với trục OZ. Các em vẽ thêm hai đường phụ này. Cái đường này chính là giao tuyến của mặt trụ parabol, mặt trụ parabolic và mặt phẳng z bằng 1 trừ y. Chúng ta kẻ thêm hai đường phụ này. Các em vẽ hai nét cong ha, thể hiện giao tuyến của mặt trụ parabolic và mặt phẳng z bằng 1 trừ y. Các em nhìn lại miền omega. Như vậy miền omega được giới hạn bởi ba mặt. Giới hạn dưới của omega, giới hạn dưới của omega là mặt phẳng z bằng 0. Giới hạn trên của omega là mặt phẳng z bằng 1 trừ y. Giới hạn xung quanh, giới hạn xung quanh là mặt trụ parabolic y bằng x bình phương. Như vậy nhìn vào khối omega thì các em sẽ xác định được cận của biến z, cận của biến z. Cái mũi tên màu xanh ở đây chỉ sự biến thiên của biến z. Các em nhìn gợi ý ở mũi tên màu xanh. Vậy z sẽ dao động từ mặt nào đến mặt nào? Z sẽ đi từ mặt phẳng z bằng 0 cho đến mặt phẳng nghiêng z bằng 1 trừ y. Z đi từ 0 đến 1 trừ y. Đây là cận của biến z. Để xác định cận của biến x và biến y thì chúng ta cần xác định hình chiếu của khối omega trên mặt phẳng OXY. Nhìn vào hình vẽ, các em nhận xét là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY sẽ là hình nào? Bây giờ chúng ta sẽ gọi D là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Khi đó D được giới hạn bởi hai đường, đường y bằng x bình phương và đường thẳng y bằng 1. Đây là miền D. Miền D được giới hạn bởi hai đường y bằng x bình phương và y bằng 1. Hình chiếu D của omega xuống mặt phẳng OXY là một cái miền D được giới hạn bởi y bằng x bình phương và y bằng 1. Bây giờ các em quan sát
hình chiếu D trong hình phẳng, trong không gian hai chiều. Đây là D là được giới hạn bởi hai đường cong màu đỏ. Đường thứ nhất là y bằng x bình phương và đường thứ hai là y bằng 1. Tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng là điểm, đây là điểm tọa độ 1, 1 và đây là điểm tọa độ -1, -1. Đây là miền D. Nhìn vào hình vẽ, ở bài tích phân bội 2 thì các em đã tính rất nhiều bài tập về tích phân bội 2. Bây giờ chúng ta nhìn miền D trong hình phẳng thì chúng ta sẽ xác định được cận rất là dễ dàng. Các em nhận xét là x sẽ đi từ đâu đến đâu và y đi từ đâu đến đâu. Cận của miền D, x là sẽ dao động từ -1 đến 1 và y đi từ đường x bình phương đến đường y bằng 1. Đó là cận của miền D. X là từ -1 đến 1, y là từ x bình phương đến 1. Như vậy là cận của biến Z là xác định là từ 0 đến 1 trừ y, từ mặt phẳng Z bằng 0 đến mặt phẳng Z bằng 1 trừ y. Nhớ lại cận của Z, và đây là cận của x và cận của y. Như vậy chúng ta sẽ tính tích phân bội 3 trên miền omega của cái hàm là y như sau. Tích phân bội 3 trên omega của hàm là y sẽ bằng tích phân từ -1 đến 1 dx. Kem viết cận của biến x trước. Tích phân từ -1 đến 1 dx. Tích phân từ x bình phương đến 1 dy. Tích phân từ x bình phương đến 1 dy. Tiếp theo là tích phân từ 0 đến 1 trừ y. Tích phân từ 0 đến 1 trừ y. Đây là cận của biến z. Hàm dưới dấu tích phân là y. Hàm dưới dấu tích phân là y. Rồi, dz. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân theo biến z trước các em. Tích phân theo biến z trước. Nếu tính tích phân theo biến z thì y được xem là hằng số. Các em sẽ viết y đứng trước chữ dy và bên trong dấu tích phân của biến y. Và tích phân theo biến z chỉ bằng cận trên trừ cận dưới, đáp số sẽ là 1 trừ y. 1 trừ y là đáp số tích phân theo biến z. Chúng ta viết lại tích phân theo biến x, -1 đến 1. Tích phân theo biến y, x bình phương đến 1, y giữ nguyên. Rồi tích phân theo biến z là 1 trừ y. Bước thứ 2, tính tích phân theo biến y. Tích phân theo biến y, tích phân theo biến x, kem viết lại -1 đến 1 dx. Y nhân 1 là y, lấy nguyên hàm là y bình phương trên 2. Trừ y bình phương, trừ y bình phương nguyên hàm là trừ y mũ 3 trên 3. Và cận của y là từ x bình phương đến 1. Tích phân theo biến x, kem viết lại là -1 đến 1. Rồi chúng ta thấy cận vào y. Thế 1, các em thấy cận trên vào trước sẽ là 1/2 - 1/3. Vậy là bằng 1/6. Ở đây cô viết 1/6. X bình phương, thế vào đây sẽ là x mũ 4 trên 2. Các em thấy cận dưới, cận dưới như vậy các em sẽ viết là trừ x mũ 4 trên 2. Thế bình phương vào đây, x bình phương mũ 3 lên sẽ là x mũ 6, x mũ 6 trên 3. Tuy nhiên thấy cận dưới thì phải đổi dấu. Các em ghi là cộng x mũ 6 trên 3. Tiếp theo thì đây là bài toán tích phân theo biến x là bước cuối cùng. Tính lập lần thứ 3. 1/6 x trừ x mũ 5 trên 10 cộng x mũ 7 trên 21. Các em thấy cận từ -1 đến 1. Và đáp số của bài toán là 8/35. Như vậy là cô và các em vừa làm xong một cái ví dụ tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Trên miền omega được giới hạn bởi 3 mặt gồm 2 mặt phẳng và mặt trụ parabolic. Giờ cô mời các em xem tiếp một cái ví dụ tính tích phân bội 3 cũng trong tọa độ đề cát và miền lấy tích phân như thế nào, cận, xác định cận lấy tích phân như thế nào thì chúng ta phải
xác định hình vẽ trước, xác định hình chiếu của vật thể và sau đó mới xác định được cận của x, của y và của z. Bây giờ cô mời các em xem tiếp ví dụ thứ 5. Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi các mặt sau. Đây là bài toán tính thể tích của vật thể. Z bằng 2 trừ x bình phương trừ y bình phương và mặt phẳng z bằng 0. Z bằng 2 trừ x bình trừ y bình. Các em còn nhớ đây là phương trình của mặt cong mang tên là gì? Z bằng 2 trừ x bình trừ y bình. Đây là phương trình của mặt cong. Tên gọi là paraboloid tròn xoay. Từ phương trình này các em nhận xét là z sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2. Mặt paraboloid tròn xoay trong trường hợp này là tiếp xúc với mặt phẳng z bằng 2. Hình vẽ quay ngược ha, hình vẽ quay ngược xuống. Z bằng 0 đó chính là mặt phẳng OXY. Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt. Mặt thứ nhất là paraboloid tròn xoay và mặt thứ hai là mặt phẳng OXY. Z bằng 0. Để tính thể tích của vật thể thì chúng ta cần tính tích phân bội 3 của cái hàm bằng mấy. Phần này các em đã được học trong cái bài tính định nghĩa và tính chất của tích phân bội 3. Đó là tính chất đầu tiên. Để tính thể tích của vật thể thì chúng ta cần tính tích phân sau đây. Tích phân của hàm bằng 1 trên nghiền omega và dx, dy, dz. Đây là chúng ta viết tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Tính tích phân của hàm bằng 1 trên nghiền omega, đây chính là công thức tính thể tích của vật thể. Bây giờ cô mời các em quan sát hình vẽ của vật thể omega giới hạn bởi hai mặt 2 trừ x bình trừ y bình bằng z và z bằng 0. Đây chính là mặt paraboloid tròn xoay. Z bằng 2 trừ x bình trừ y bình. Hình vẽ quay xuống nè các em. Z là luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2. Cái mặt paraboloid tròn xoay này tiếp xúc với mặt phẳng z bằng 2. Đây là điểm tọa độ 0,0,2. Và mặt phẳng z bằng 0. Z bằng 0 chính là mặt phẳng OXY. Đây chính là khối omega cần tính thể tích. Giới hạn dưới là z bằng 0, giới hạn trên là z bằng 2 trừ x bình trừ y bình. Nếu omega như trên hình vẽ, như vậy thì các em nhận xét là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY sẽ là hình gì? Hình chiếu của omega xuống phẳng OXY rõ ràng là một hình tròn tâm ô, bán kính là mấy? Làm sao để các em xác định được bán kính của hình chiếu ở đây? Các em sẽ xét cái phương trình đường tròn giao tuyến của mặt phẳng z bằng 0. Đây là đường tròn giao tuyến z bằng 0 và z bằng 2 trừ x bình trừ y bình. Các em thế z bằng 0 vào đây, suy ra x bình cộng y bình bằng 2. Như vậy đường tròn giao tuyến này có phương trình là x bình cộng y bình bằng 2. Vậy bán kính của hình chiếu sẽ là căn 2. Hình chiếu là hình tròn tâm ô, bán kính là căn 2. Dựa vào khối thì chúng ta xác định được sự biến thiên của biến z. Z là đi từ 0 đến mặt cong ở trên là 2 trừ x bình trừ y bình. Đây là cận của biến z. Còn về hình chiếu D, thì bây giờ các em xem cái hình chiếu mà vẽ trong hình phẳng, trong không gian hai chiều. Hình chiếu D của omega xuống mặt phẳng OXY là hình tròn tâm ô bán kính căn 2. Cụ thể hình vẽ như sau. Đây là hình tròn tâm ô bán kính căn 2. Nửa đường tròn mà phía dưới trục OX, nửa đường tròn mà phía dưới trục hoành thì y âm. Do đó phương trình của nửa đường tròn phía dưới trục OX sẽ là y bằng trừ căn của 2 trừ x bình phương, trừ căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương. Và nửa đường tròn phía trên trục hoành là y bằng căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương.
Như vậy chúng ta xác định cận của miền D. Cận của miền D, x sẽ là từ trừ căn 2 đến căn 2. Trừ căn 2 đến căn 2. Y là từ trừ căn 2 trừ x bình đến căn của 2 trừ x bình phương. Bây giờ cô nhắc lại cận của miền D và cận của omega. Cận của miền D, đây là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. X là đi từ trừ căn 2 đến căn 2. Y là đi từ trừ căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương cho đến căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương. Và cận của omega cô cũng nhắc lại, omega là có cận của biến z là đi từ 0 cho đến 2 trừ x bình trừ y bình. Và bài toán tính thể tích trong tọa độ đề cát sẽ được viết như sau. Các em viết tích phân trừ căn 2 đến căn 2 dx. Tiếp theo, tích phân từ trừ căn 2 trừ x bình đến căn 2 trừ x bình dy. Đây là cận của biến y. Và cuối cùng là cận của biến z. Tích phân từ 0 đến 2 trừ x bình trừ y bình dz. Bài toán tính thể tích là bài toán tính tích phân bội 3 của hàm bằng 1. Và số 1 các em sẽ không cần ghi ở đây. Chúng ta không cần ghi 1. Rồi chúng ta sẽ tính lập 3 lần. Tính theo z trước, sau đó tính theo y và tính theo x. Các em chỉ mới bắt đầu tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Và bài toán này cũng là bài toán tính thể tích trong tọa độ đề cát. Nếu như bài toán này mà chúng ta giải bằng cách đổi biến sang tọa độ trụ thì bài toán sẽ tính nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, tích phân bội 3 trong tọa độ trụ thì cô chưa giới thiệu với các em. Chúng ta thử làm bài toán này trong tọa độ đề cát. Và các em sẽ thấy là sau khi tính xong bài này và chúng ta sẽ học tích phân đổi biến sang tọa độ trụ, chúng ta sẽ thấy là bài toán sẽ giải nhanh hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta tính trong tọa độ đề cát. Bây giờ các em tính tích phân theo biến z trước. Như vậy đáp số của bài toán sẽ là chỉ cần lấy cận trên trừ cận dưới là 2 trừ x bình trừ y bình phương. 2 trừ x bình trừ y bình đó chính là đáp số của tích phân theo biến z. Đó là lập thứ nhất. Bước lập thứ hai, các em tính tích phân theo biến y. Các em nhận xét là biểu thức chi dấu tích phân là một hàm chẵn hay là một hàm lẻ theo y? Một hàm chẵn theo y. Và cận lấy tích phân lại là đối xứng. Đây là miền lấy tích phân là đối xứng. Hàm số lại chẵn theo y. Do đó tích phân theo y này sẽ bằng hai lần tích phân từ 0 cho đến căn của 2 trừ x bình phương. Nó cũng bằng hai lần tích phân từ trừ căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương đến 0. Ở đây cô sẽ viết tích phân theo biến y là bằng hai lần tích phân từ 0 cho đến căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương. Và các em sẽ tính nguyên hàm theo biến y. 2 trừ x bình phương được xem là hằng số. Do đó các em lấy nguyên hàm, các em sẽ viết là 2 trừ x bình phương nhân y. Tiếp theo là trừ nguyên hàm của y bình phương sẽ là y mũ 3 trên 3. Bây giờ cô viết lại tích phân. Tích phân theo biến x trừ căn 2 đến căn 2 dx. Các em viết lại. Nguyên hàm theo y là 2 trừ x bình phương nhân y trừ y mũ 3 trên 3. Như đã nói ở trên thì hàm số là hàm chẵn theo biến y. Cần lấy tích phân lại đối xứng, do đó ta sẽ viết là bằng 2 lần tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương. Do đó ở đây có số 2. Và cận lấy tích phân các em chỉ cần thế cận từ 0 đến căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ thế vào biến y. Thế vào biến y. 2 trừ x bình phương nhân căn của 2 trừ x bình phương trừ căn của 2 trừ x bình phương mà mũ 3 lên thì sẽ bằng 2 trừ x bình phương nhân cho căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương. Như vậy là 2 trừ x bình nhân căn bậc 2 của 2 trừ x bình trừ cho chính nó trên 3. Đáp số sẽ là 2 phần 3. 2 phần 3 nhân 2 trừ x bình phương nhân căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương.
Kem nhân thêm số 2 đứng trước dấu tích phân. 2 phần 3 nhân 2 sẽ là 4 phần 3. Và viết lại tích phân như sau. 4 phần 3 tích phân từ trừ căn 2 đến căn 2. 2 trừ x bình nhân căn bậc 2 của 2 trừ x bình dx. Như vậy là tích tích phân theo biến y đã xong. Và bước lập cuối cùng, tính tích phân theo biến x. Hàm số ở đây lại là một hàm chẵn theo x. Hàm số ở đây lại là một hàm số chẵn theo x. Cận lấy tích phân, các em nhận xét cũng là một cái miền đối xứng. Cận lấy tích phân đối xứng, hàm số chẵn theo x. Do đó tích phân này sẽ bằng 2 lần tích phân từ 0 đến căn 2 và bằng 2 lần tích phân từ trừ căn 2 đến 0. Ở đây cô sẽ viết là bằng 2 lần tích phân từ 0 đến căn 2. Như vậy tích phân đã cho bằng, tích phân ở dòng cuối cùng này sẽ bằng 8 phần 3 tích phân từ 0 đến căn 2, 2 trừ x bình phương nhân căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương dx. Ở đây là cô viết lại tích phân. Bây giờ để tính tích phân này, các em lại tiếp tục đổi biến số. Đối với bài này thì chúng ta sẽ đặt x là bằng mấy các em? Đặt x là bằng căn 2 sin t hoặc đặt x là bằng căn 2 cos t. Ví dụ cô đặt x bằng căn 2 sin t. X bằng căn 2 sin t suy ra dx là bằng căn 2 nhân cos t dt. Tiếp tục các em đổi cận lấy tích phân. Nếu x bằng 0, nếu x bằng 0 thì suy ra là sin t bằng 0. À, sin t bằng 0, suy ra t bằng 0. Cận trên x bằng căn 2. Kem thế vào, nếu x bằng căn 2 suy ra sin t là bằng 1. À, sin t bằng 1, suy ra là t bằng pi trên 2. Như vậy cận lấy tích phân theo biến t sẽ là từ 0 đến pi trên 2. Tiếp theo kem đổi hàm thành một cái biểu thức theo t. 2 trừ x bình phương nghĩa là bằng 2 trừ 2 sin bình t. Số 2 đặt làm nhân tử chung, 1 trừ sin bình t sẽ là cos bình phương t. Căn bậc 2 của 2 trừ x bình phương, như vậy là căn bậc 2 của 2 nhân cos bình t là căn 2 nhân trị tuyệt đối của cos t. À, tuy nhiên nếu t chạy từ 0 đến pi trên 2 thì cos t sẽ dương. Do đó chỗ này các em rút căn bậc 2 sẽ bằng là căn 2 nhân cos t. Tiếp tục dx là bằng căn 2 cos t dt. Tóm lại, ở đây là có số 2 nè. Vị trí này có căn 2. Dx có căn 2. Căn 2 nhân căn 2 là 2. 2 nhân với 2 ở vị trí này nữa là 4. Ở vị trí này là có cos bình t nhân cos t ở vị trí căn bậc 2 và nhân cos t ở vị trí dx. Cos bình t nhân cos t nhân cos t, tóm lại là cos mũ 4t. Như vậy tích phân sẽ được viết lại là 8 phần 3 nhân tích phân từ 0 đến pi trên 2, 4 lần cos mũ 4t dt. Đây là chúng ta vừa đổi biến và đổi tích phân hàm vô tỉ sang tích phân hàm lượng giác. Tiếp theo chúng ta lại dùng công thức gì? À, dùng công thức hạ bậc. Bây giờ các em sẽ dùng công thức hạ bậc. 4 cos mũ 4t là bằng 2 nhân cos bình phương t, tất cả bình phương. Thì 2 nhân cos bình phương t lại là bằng 1 cộng cos 2t. Vậy hàm ở đây sẽ bằng 1 cộng cos 2t, tất cả bình phương. Bây giờ các em khai triển hàm đẳng thức. Khai triển hàm thức A cộng B, tất cả bình phương. 8 phần 3 là viết lại. Tích phân từ 0 đến pi trên 2 là viết lại. 1 bình phương là 1, cộng 2 lần cos 2t, cộng cos bình phương 2t. Cos bình phương 2t là dùng công thức hạ bậc nâng cung. À, tiếp theo các em lại có là 1 cộng cos 4t trên 2. 1 cộng cos 4t trên 2.
Rồi, bây giờ bài toán đến đây là đã tính nguyên hàm trực tiếp được. 1 cộng 1 phần 2. 1 cộng 1 phần 2 là 3 phần 2. Nguyên hàm sẽ là 3 phần 2t. 2 lần cos 2t, các em lấy nguyên hàm là sin của 2t. Vị trí cuối cùng, cos 4t trên 2 sẽ có nguyên hàm là sin 4t chia cho 4 nhân 2, có nghĩa là sin 4t trên 8. 8 phần 3 là viết lại. 1 cộng 1 phần 2, nguyên hàm là 3 phần 2t. 2 lần cos 2t, nguyên hàm là sin của 2t. Cos 4t trên 2, nguyên hàm là sin 4t trên 8. Thế cận là từ 0 đến pi trên 2. Bây giờ các em sẽ thế cận trên. Thế vào đây là pi trên 2. Thế vào vị trí này, sin của 2 lần pi trên 2 sẽ là bằng sin pi. Sin pi là bằng 0. Thế cận trên vào đây là 0. Thế vào vị trí sin 4t trở thành là sin 4 nhân cho pi trên 2 là sin của 2pi. Sin 2pi cũng bằng 0. À, vị trí thứ 3 là bằng 0. Các em thấy cận dưới vào là 0. Sin của 0 là 0. Sin của 0 là 0. Tóm lại là chỉ còn một vị trí là 3 phần 2 nhân cho pi trên 2 nhân cho 8 phần 3. Đáp số của bài toán là 2pi. Như vậy là thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt paraboloid tròn xoay z bằng 2 trừ x bình trừ y bình và z bằng 0. À, đáp số là bằng 2pi. Sau khi mà cô giới thiệu với các em đổi biến sang tọa độ trụ, chúng ta sẽ giải lại bài toán. Nếu như các em giải lại bài toán tính thể tích của vật thể giới hạn bởi các mặt paraboloid tròn xoay z bằng 2 trừ x bình trừ y bình và z bằng 0, thì các em sẽ thấy bài toán sẽ tính nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta cũng vừa làm xong một cái bài toán là tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu với các em đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3, công thức đổi biến tổng quát. Và sau khi giới thiệu công thức đổi biến tổng quát thì cô sẽ giới thiệu đổi biến sang tọa độ trụ. Và sau khi đổi biến tọa độ trụ thì cô sẽ giới thiệu với các em về đổi biến sang tọa độ cầu. Đối với đổi biến tổng quát thì cũng giống như bài toán tính tích phân bội 2, khi mà muốn đổi biến từ tọa độ đề cát sang một cái tọa độ đối với tích phân bội 2, ví dụ chúng ta sẽ đổi biến từ mặt phẳng OXY sang mặt phẳng OUV, thì chúng ta cần nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi, đó là các đạo hàm riêng của các biến XY theo các biến UV. Thì tương tự như vậy, để đổi biến tính tích phân bội 3 từ tọa độ đề cát trong mặt phẳng OXYZ sang một mặt phẳng chúng ta gọi là OUV omega, thì chúng ta sẽ cần nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi, đó là các đạo hàm riêng, nó chứa các đạo hàm riêng của các biến x, y, z theo các biến u, v và omega. Thì thời gian của buổi học đến đây là hết. Đến buổi học sau thì cô sẽ giới thiệu với các em về 3 trường hợp đổi biến khi tính tích phân bội 3. Đổi biến tổng quát, sau đó tính tích phân bội 3 trong tọa độ trụ và tọa độ cầu. Và sau đó cô sẽ cho thêm nhiều ví dụ về tính thể tích của vật thể, có thể dùng bằng tích phân bội 2 và có thể dùng bằng tích phân bội 3. Thân mến, chào các em.